Vâng, kính thưa tất cả quý thầy cô và kính chào tất cả các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Marie Curie. Khoảng 2 năm nay và đến nay là năm thứ 3 thì trường Đại học Sư phạm TP HCM có tổ chức cái kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt với hai mục đích. Một đây là tuyển được các cái thí sinh mà có cái năng lực phù hợp với cái ngành học nhất mà chúng ta lựa chọn. Với cái mục tiêu thứ hai đấy là làm sao để xây dựng đây là một trong những phương thức chủ đạo của cái công tác tuyển sinh từ năm 2025. Như vậy đối với nhà trường thì cái việc thi đánh giá năng lực chuyên biệt này nó chỉ là một trong các phương thức thôi trong năm 2024, để chúng ta lưu ý việc này. Và như vậy thì nếu nó là một trong các phương thức thì vẫn còn phương thức còn lại cho những bạn khác mà chúng ta không có, tức là chúng ta không tham gia cái kỳ thi này. Giả sử là như thế. Bởi vì hiện nay thì có nhiều bạn đang rất là băn khoăn là không biết với cái kỳ thi đấy của nhà trường thì có bắt buộc chúng ta phải tham gia hay không. Nhưng thực chất thì không bắt buộc cái việc này. Việc thứ hai đấy là đối với cái kỳ thi này thì các em lưu ý là cổng đăng ký của đợt 1 thì đã xong rồi. Tức là đã kết thúc cái việc đăng ký và hiện nay cũng đang thực hiện các cái công tác liên quan đến cái việc danh sách phòng thi vân vân. Bởi vì đối với kỳ thi này thì trường sẽ tổ chức cho các em thi trên máy tính, thi trực tiếp trên máy tính với cái hình thức đấy là trắc nghiệm, có trả lời ngắn và có cả phần tự luận đối với môn ngữ văn, thì tất cả đều thực hiện trên cái máy tính hết. Cái thứ hai nữa đấy là đối với cái đợt thi này thì đấy mới chỉ là đợt 1 thôi. Nhà trường dự kiến còn khoảng 3 đợt nữa. Có một đợt sẽ diễn ra ở Long An, có một đợt nữa ở Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là năm nay có thêm một đợt ở tại Đà Nẵng. Trường tổ chức các cái 4 đợt thi, tuy nhiên là kết quả thì chắc chắn là các em chỉ sử dụng cái kết quả của cái bài thi nào, của cái môn thi nào đó mà mình có điểm cao nhất mà thôi. Chứ chúng ta không quá lo lắng về việc này. Có nghĩa là nếu chúng ta có được một cái đợt thi mà nó có kết quả tốt rồi thì chúng ta có thể không cần phải thi cái đợt tiếp theo. Có thể là như vậy, chúng ta không cần thiết nữa. Và đối với nhà trường thì để định hướng luôn cho vào cái việc thực tiễn của năm 2025 đó, thì trường có cho phép đối với các em học sinh lớp 11, bởi vì sáng ngày hôm nay thì thầy quan sát có các bạn lớp 11 ở đây, thì cho phép các em lớp 11 thi, nếu như có tham gia kỳ thi này có cái kết quả tốt thì các em có thể bảo lưu cái kết quả này để sử dụng cho cái việc xét tuyển của năm sau, tức là từ năm 2025 đó. Thì đây cũng là một cái thuận lợi để các em có thể thử thách hoặc là các em có thể đạt được một cái kết quả tốt thì mình lưu giữ lại cái kết quả này. Về cái phương thức này của nhà trường, đó là trường sẽ sử dụng cái điểm đánh giá năng lực chuyên biệt này đối với một số ngành thôi, và nó cũng chỉ chiếm một cái tỷ trọng khoảng 30% của mỗi cái ngành mà có cái kỳ thi này. Và bài thi thì trên cái phương diện đấy là đây là kết quả của một bài thi gọi là bổ trợ thôi. Tức là thêm cái phần nữa đấy là phải sử dụng điểm của hai môn theo tổ hợp còn lại trong học bạ. Ví dụ chúng ta chọn sư phạm toán thì chúng ta chọn cái phương thức này thì chúng ta sẽ thi cái môn gọi là môn toán. Và môn toán sẽ được nhân đôi, nhân hệ số 2, sau đó cộng thêm với điểm của môn lý và môn hóa trong học bạ nữa. Như vậy để có thể xét được phương thức này, vì sử dụng cái kết quả có liên quan đến học bạ, cho nên cái điều kiện ngưỡng để các em nộp hồ sơ theo được phương thức này đó, thì các em phải đạt được là học sinh giỏi lớp 12. Có nghĩa là kết thúc năm lớp 12 này chúng ta sẽ được cả năm á, là học sinh giỏi lớp 12. Chúng ta thấy là đối với một số ngành của trường thì nó có cái ràng buộc này, đặc biệt là các ngành đào tạo giáo viên đó. Cho nên là đây là những cái quy định mà giống như là bắt buộc rồi, chúng ta sẽ phải nghiên cứu thật là kỹ. Và phương thức này đối với nhà trường nó là một cái phương thức mà nhà trường sẽ dùng trong các cái nhóm xét tuyển á, thì đây là phương thức xét tuyển sớm. Xét tuyển sớm có nghĩa là các em đăng ký vào cái hệ thống của nhà trường. Nhà trường sẽ thực hiện cái việc xét tuyển và công bố các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Sau khi công bố cái thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển này xong thì tới cái đợt đăng ký chung trên hệ thống bộ đó, các em mới có quyết định là lựa chọn theo nguyện vọng của cái ngành mà mình đã tham gia bằng cái phương thức này hay không. Đó, như vậy thì để chúng ta phân định rõ cái việc xét tuyển sớm. Như vậy trong trường hợp mà các em mặc dù đã dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt nhưng các em không đăng ký trên hệ thống xét tuyển sớm của trường theo cái phương thức này thì các em vẫn không được xét, chứ không phải là hệ thống nó sẽ mặc định là bạn nào thi đánh giá năng lực chuyên biệt thì sẽ xét, mà chúng ta sẽ có hai bước. Bước 1 là phải đăng ký thi, có kết quả thi, và bước 2 là phải đăng ký xét tuyển vào trong trường trên cái hệ thống của nhà trường. Thì cái này đặc biệt là chúng ta rất là lưu ý. Và với cái phần mà lưu ý đó thì thầy chỉ có hai cái nhắc nhở thêm với tất cả các bạn đối với kỳ thi của nhà trường. Thứ nhất đó là gần như các thao tác từ việc đăng ký thi, đăng ký xét tuyển đến cả cái việc chúng ta làm bài thi luôn
là đều tương tác với máy tính. Và vì tương tác với máy tính làm trong điều kiện trực tuyến, cho nên chúng ta phải rất cẩn thận, đúng không? Rất sáng suốt và bấm chuột, click chuột hoặc enter hoặc gõ bàn phím là phải cực kỳ chính xác. Chúng ta không được lơ là, chúng ta không được để sai. Bởi vì những trường hợp sai á, thì hệ thống ghi nhận lại hết rồi, chúng ta không có cơ hội để chỉnh sửa hay điều chỉnh khi cái kết quả nó đã ra cuối cùng. Trong đầu mình nghĩ đến đáp án A nhưng mình lỡ bấm vô B thì cũng không sửa lại được. Nó không giống như tờ giấy, sau đấy mình ngồi mình nghĩ tới nghĩ lui. Đương nhiên là bạn vẫn sửa được trong quá trình làm bài, nhưng mà để chắc chắn thì cái điều này vẫn phải đảm bảo. Cái lưu ý thứ hai là cho tới hiện nay thì nhà trường không tổ chức bất kỳ một cái chương trình nào gọi là luyện thi hay ôn bài thi cho các bạn cả. Mà các bạn đang học ở cái chương trình trung học phổ thông hiện hành của chúng ta trong nhà trường là có thể đủ để tham gia cái kỳ thi này. Cho nên nhà trường không có chủ trương mở bất kỳ một cái luyện thi nào cả. Cho nên điều này chúng ta lưu ý. Cho nên đâu đó chúng ta nghe có cái thông tin luyện thi, luyện thế này thế kia, thì điều đó nó không phải là cái chính thống của nhà trường. Chúng ta đặc biệt lưu ý cái việc này. Thì đó là một số cái thông tin thầy sẽ cung cấp sơ bộ như vậy để các bạn có cái thông tin thêm về cái kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của nhà trường. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, cảm ơn thạc sĩ Lê Phan.